các bạn. Thành ngữ trong tiếng Nhật có tên gọi là kotowaza. Và cũng giống như trong tiếng Việt, thành ngữ là những cái đúc kết từ xa xưa, thường là về những cái chân lý hoặc quan niệm suy nghĩ của người xưa được chuyển tải thành ngôn ngữ. Với tiếng Việt của chúng ta thì trong ngày nay chúng ta cũng có thể sử dụng thành ngữ trong những câu nói hội thoại thông thường, hoặc cũng đôi lúc chúng ta sử dụng thành ngữ trong văn chẳng hạn. Thì với tiếng Nhật cũng như vậy, có những câu thì sẽ thường được sử dụng người ta ví von khi mà giao tiếp với nhau, hoặc có những cụm từ thành ngữ thì để được sử dụng trong văn chẳng hạn. Trong bài học ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn 5 câu thành ngữ mà ý nghĩa của nó thì không quá khó và cũng thường được người Nhật sử dụng. Hơn nữa là 5 câu thành ngữ này lại có những cái câu tương tự về nghĩa trong thành ngữ tiếng Việt. Chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. Cụm từ thành ngữ thứ nhất đó chính là sơ đời mồ khi kara uchiru. Câu này nếu mà chúng ta dịch thì nó có nghĩa là con khỉ cũng rơi từ trên cây. Khỉ vốn là loài leo trèo rất là giỏi đúng không nào? Vậy mà một cái loài nó leo trèo giỏi như vậy mà cũng có lúc bị rơi từ trên cây xuống. Và ý nghĩa mà ám chỉ của câu thành ngữ này đó chính là một người dù có tài giỏi đến mấy đi chăng nữa thì cũng sẽ có lúc bị sa cơ lỡ vận hoặc là bị gặp thất bại đúng không nào? Trong câu này thì tiếng Việt của chúng ta có rất là nhiều những câu tương tự, ví dụ như là thánh cũng có lúc còn sai nữa là, đúng không? Thì chúng ta nói với ý nghĩa là giỏi đến mấy thì cũng có lúc bị sai mà, đâu phải là tất cả con người đều có thể vẹn toàn được đâu, đúng không nào? Các bạn hãy ghi nhớ nhé. Sa đời mồ khi kara uchiru. Chúng ta cùng bước vào câu thành ngữ thứ hai. Câu thành ngữ này thì sẽ có một câu tương đương trong tiếng Việt, đó chính là đàn gảy tay trâu. Khi mà chúng ta đứng chơi đàn bên cạnh một con trâu thì chẳng khác gì là chơi bên cạnh một khúc gỗ cả. Bởi vì con trâu thì nó không thể cảm nhận được âm nhạc, nó không thể cảm nhận được những cái điều mà chúng ta nói đúng không nào? Với câu đó thì trong tiếng Nhật cũng có một cái câu gần nghĩa tương tự, đó chính là Uma no mimi ni nenbutsu. Nenbutsu thì có nghĩa là niệm Phật. Câu này nếu mà hiểu theo nghĩa trực dịch thì có nghĩa là niệm Phật bên cạnh cái tai con ngựa. Con ngựa thì nó cũng chỉ là một con vật, và dù mình có niệm Phật hay làm gì bên cạnh nó thì nó cũng chẳng hiểu gì và cũng chẳng có tác dụng gì đúng không nào? Vậy ý ngầm của cả hai câu thành ngữ tiếng Việt là đàn gảy tay trâu, còn tiếng Nhật là niệm Phật bên cạnh con ngựa thì đều có ý nghĩa là nếu mà chúng ta làm một cái việc gì đó sai đối tượng hoặc với cái đối tượng mà người ta không cần thiết ấy, thì cũng chẳng có tác dụng gì. Ví dụ như nó cũng có thể có những cái câu tương tự trong tiếng Việt như là nước đổ lá khoai, có nói bao nhiêu lần thì cũng chẳng thấm vào được, đúng không nào? Hoặc là nước đổ đầu vịt. Vậy là các bạn có thể thấy là trong quan niệm và tư tưởng của người xưa, dù là người Nhật hay người Việt, thì mặc dù không phải là 100% giống nhau, nhưng vẫn có những cái nét nào đó trong cái tư tưởng là gần giống nhau, đúng không nào? Chúng ta cùng bước vào câu thành ngữ thứ ba nhé. Câu thành ngữ này thì không phải là cái để đưa ra khuyên răn, mà lại là một cái để mô tả về một cái tình huống nào đấy. Và tình huống rất là bận. Trong tiếng Việt của chúng ta có từ là bận tối mắt tối mũi. Nhưng trong tiếng Nhật ý, để mô tả cái trạng thái rất là bận thì chúng ta có thể nói với câu là Neko no te mo karitai, nghĩa là muốn mượn cả cái tay của con mèo. Bản thân con mèo vốn là một động vật mà nó chẳng thể giúp ích được cho chúng ta là mấy, ngoài cái việc là nó có thể đuổi bắt chuột đúng không nào? Vậy mà trong cái lúc bận mà tôi còn muốn mượn cả tay con mèo nữa để mô tả về một cái trạng thái rất rất là bận. Và cho dù là cái tay con mèo nó cũng chẳng có cái tác dụng gì mấy, mà mình vẫn muốn nhờ nó giúp đỡ. Bởi vì nó thể hiện một cái mức độ, một cái trạng thái rất là bận. Do vậy nó rất hay dùng trong giao tiếp và dùng với cái ý nghĩa là để nhấn mạnh cái mức độ đó. Ví dụ như là buổi trưa thì quán rất là đông, thì chúng ta có thể mô tả cái trạng thái đó như sau. Danstamu toki no shokudo wa neko no te mo karitai hodo isogashi. Với cách dùng này thì câu thành ngữ này thường sẽ ví von cái trạng thái đến mức, đến nỗi như là hodo hoặc kurai. Cụm câu thành ngữ tiếp theo mà chúng ta cũng rất là hay nghe trong tiếng Việt của chúng ta đó là bôi cho chất chấu vào mặt, dùng để chỉ một cái hành động là làm xúc phạm danh dự hoặc là làm cho bản thân người đó cảm thấy rất là xấu hổ. Thông thường thì chúng ta hay quan niệm cái khuôn mặt chính là cái sự thể hiện của bản thân chúng ta, đúng không nào? Ví dụ như chúng ta có cái cụm từ là khuôn mặt rộng, tức là những cái người mà có cái tầm quan hệ xã giao rất là rộng, quen biết rất là rộng thì chúng ta sử dụng với
Kao ga hiroi, đúng không? Vậy thì khuôn mặt nó cũng thể hiện cái danh dự của con người. Câu đó sẽ được nói lại là Kao ni doro nuru, nghĩa là quét sơn cái bùn lên trên mặt. Bùn thì là một vết nhơ rồi đúng không? Câu này cũng tương tự như trong tiếng Việt, có nghĩa là để thể hiện là làm mất đi cái danh dự hoặc làm cho người khác cảm thấy xấu hổ, mất mặt, đúng không nào? Chúng ta cùng bước vào cụm thành ngữ cuối cùng nhé. Trong tiếng Việt của chúng ta, khi muốn nói đến một cái người mà suốt đời chỉ quanh quanh ở một góc mà không biết là trời cao biển rộng, không biết là ngoài kia có rất là nhiều những cái điều mới mẻ, hoặc là có rất là nhiều những người tài giỏi, hoặc nó còn dùng để chỉ những người kiêu căng, cái tầm hiểu biết mặc dù rất là nhỏ nhưng lại nghĩ là mình biết hết. Đó chính là câu ếch ngồi đáy giếng, đúng không nào? Con ếch thì nó ngồi đáy giếng thì quanh năm nó chỉ nghĩ là cái đáy giếng là to nhất thôi, chứ nó không biết ngoài kia có biển rộng nữa. Với câu này thì chúng ta có một câu gần tương đương trong tiếng Nhật, đó chính là Inonaka no kawazu taikai o shirazu. Câu này nếu mà chúng ta hiểu thực dịch thì nghĩa là con ếch ngồi trong giếng thì không biết biển rộng. Và nó tương đương với câu ếch ngồi đáy giếng của chúng ta, đúng không nào? Các bạn hãy mở mang tầm hiểu biết của mình, hãy đặt chân đến những vùng đất mới để chúng ta tìm kiếm những cái sự hiểu biết mới, nhân rộng cái tầm hiểu biết của chúng ta, chứ không thể là những người trẻ ếch ngồi đáy giếng được. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo nhé!